Hoa sĩ Lisa chào cả nhà ha. Hôm nay bên vườn em tiếp tục giới thiệu cho mình tham khảo một số cây xứ ghép ạ. Và bên vườn em bán là em gửi hàng đường Tô Châu và đường Bưu Điện. Em bao ship nguyên chậu hàng giao tận nhà cho mình luôn. Rồi mình đến với cây số 1. Số 1 là Kim Ngọc 11, một dòng hoa chuyển màu nha cả nhà, chuyển màu và hoa thơm, xây hoa to. Cây mình tàn bung rộng nè. Cây này thì cái tàn bung rộng ra là chín tấc nha. Mình thấy tựa khá là dài luôn, cái tựa nó dài từ 2 tấc cho đến 3 tấc nha cả nhà. Hoành củ là 69, dạng củ tròn, ghép 11 bo, 400 ngàn. Số 2 là Nguyệt Tâm 5, 4 lớp màu đỏ mới nở thì đỏ viền tím nè. Khi mà nở căng ra thì còn màu đỏ nhung thôi nè. Giống này hoa cực kỳ rộ ha. Củ dạng củ cơ bắp, hoành củ là 64, ghép 7 bo, 250 ngàn. Số 3, cây hai màu. Mình thấy cái nụ màu trắng nè, đi phớt cái hồng nhẹ nhẹ, là Vĩnh Lộc 16, 3 lớp màu trắng, đi cái sọc hồng nhẹ giữa cánh hoa. Với lại Trà Mi 11, 3 lớp nền trắng viền hồng đậm, hoa thơm nhẹ. Cây này dạng củ tròn, ghép 5 bo, 2 giống, 120 ngàn. 120 ngàn em bao ship nguyên chậu cho mình này luôn ha. Số 4 cây hàng VIP, cây này cao to. Mã số 4 ghép 7 bo giá 1.200.000. Ghép giống Fancy 10, một dòng hoa 3 lớp màu tím sọc. Đây mình xem cái củ trước ha. Đấy. Tàn cây mình bung rộng ra là 1 mét tựa dài. Cây nó vừa thay lá xong nó ra lá non lại nè. Mấy cái lá này còn chưa trưởng thành hẳn nữa đó. Ai thích dòng hoa màu tím có sọc trắng mà hoa thơm thì chọn giống này nha. 1.200.000. Số 5 là Butterline, 3 lớp màu vàng có cái sọc đỏ giữa cánh hoa. Butterline đang vô nụ, nụ bằng đầu đũa nhỏ nhỏ. Củ nè, củ tròn mà nó phân ra làm nhiều tép. Butterline hoành gốc 79, ghép 9 bo, giá 1.000.000. Số 6, Long Thành, 3 lớp màu đỏ. Long Thành ghép 7 bo, 130 ngàn. Số 7 cây ghép 2 giống nè. Mã số 7 này là ghép 11 bo, 10 bo An Chi, 3 lớp màu trắng, hồng vàng. An Chi thì cái cánh đó nó phớt hồng hồng nhẹ, mà khi nở căng ra thì còn trắng tinh thôi ha. Và có duy nhất một bo của Zanda, 5 cánh đỏ vàng cam hoa thơm. Củ hình hơi quái quái nè. Cái củ này giống như một người đang ngồi thiền nè ha. Hoành gốc 68, giá 400 ngàn. Tiếp số 8 một cây gốc to nè. Ghép giống Gia Minh hoa 3 lớp màu tím có pha sọc trắng. Giống này thì hoa thơm, xây hoa to bằng cái chén mình ăn cơm á nha. Hoành củ là 66, ghép 11 bo, 250 ngàn. Số 9 Hương Xuân. Đây Hương Xuân có hoa đang nở luôn. Hương Xuân màu vàng. Cây này thì dạng củ tròn nè. Hoành củ là 67, ghép 11 bo, 400 ngàn. Số 10 cây một cốt. Một cốt tựa dài. Cây này thì em ghép cái giống mà ghép còn thừa rang cây nè. Em bỏ ra bán luôn. Cây tựa khá là dài. Nó là dòng hoa 5 lớp Mỹ Diệu. Rồi cái này quên nó Mỹ Diệu quá. Hoa 5 lớp nha cả nhà. Đây mình thấy nó mới nở, lớp bìa nó màu tím nè, tím sọc vàng. Khi mà nó nở căng ra thì nó là cái lớp bìa này tím. Còn 4 lớp ở trong á là nền màu vàng cam, sọc vàng và pha lẫn đỏ nha. Hoa thơm và giống này hoa cực kỳ rộ luôn. Cái cây này ai thích thì đón em nó về đội mình chiếc riêng liền được 4 nhánh. Đây một cốt, mình thấy cái cốt ghép nè, tựa khá là dài, cái mặt ghép chắc chắn luôn. Củ này thì dạng dáng nằm ha, dáng nằm mà lên tựa dài rồi.
Mỹ Diệu 100.000. Số 11. 11, một cái này là cái phần rễ trong cái cây lớn nè, em cắt chỉnh tỉa rễ của cây mình rồi nó lấy ra ghép thử vô này dính rồi em bán nè. Cái rễ rất là già luôn rồi nè. Đây, mình thấy cái rễ già theo năm tháng đó nó. Rồi, ghép giống đại mỹ nhân, hoa năm cánh, trắng viền đỏ, hồng vàng vàng nha. Đại mỹ nhân mà cái này là ghép bằng cái phần rễ. Giá 100.000. Số 12. Khôi nguyên. Khôi nguyên màu đỏ, cây đăng nụ. Cây khôi nguyên này hình cũ 63 ghép 6 bo giá 200.000. Số 13. 13 là cần dụa, hoa năm cánh màu tím. Đây cần dụa, dòng hoa năm cánh mình thấy nụ nó ra tím rịm luôn nha. Đây, con hoa não nè. Cần dụa năm cánh màu tím, củ dạng cơ bắp, hoành gốc 89 ghép 6 bo 1.100.000. Số 14, tân quý năm cánh đỏ hồng trắng. Tân quý ghép 9 bo 400.000, hoành củ 67. Số 15, ngọc thủy tiên. Hoa ba lớp. Ngọc thủy tiên, cây này tàn đẹp lắm luôn nè. Ghép 11 bo 250.000, hoành cũ của nó là cái ngưỡng 62 đổ lên á. Số 16. 16 một cây gốc già, cũ to nữa. Ghép Zanda, hoa năm cánh đỏ vàng cam, hoa thơm, cây 9 bo 250.000. Số 17. 17 cái cây cái cũ hình hơi quái quái nè. Ghép Ý Xuân, hoa ba lớp màu vàng có sọc hồng. Ghép 10 bo 160.000, hoành cũ cỡ 57 đổ lên. Số 18. 18 là ánh mây sáo, hoa 4 lớp màu vàng, có sọc hồng, nở vài ngày sẽ chuyển màu sang hồng. Đây, cái bông này nó chuẩn bị nở ra. Vàng nền vàng sọc hồng. Hoành cũ là cỡ ngưỡng 57 đổ lên nha. 5 bo 150.000. Số 19. Zanda. Zanda hoa năm cánh nè, đỏ và vàng cam này, hoa thơm nha cả nhà. Củ tròn, hoành gốc là 69, ghép 8 bo 300.000, cây này thì gần hết chất trồng. Em 300.000 ship nhỏ cho mình nha. 300.000 cộng ship nhỏ. 300.000 cho gốc này ạ. Tiếp 20. 20 là quỳnh chi. Quỳnh chi 3 lớp trắng viền hồng, đây mặt hoa thực tế luôn này. Trắng viền hồng, họng hoa màu vàng. Cái giống này thì hoa cánh dày, hoa to, không gục nha cả nhà. Hoa rộ lắm luôn. Cây mình tàn bung rộng ra là 1 mét nè. Cây đang hoa và nụ như hình. Hoành cũ là 86, ghép 8 bo 1.100.000. Số 21. Cây hai giống. Kim tuyền ba lớp nền vàng cam. Vàng cam có cái sọc hồng ha. Cánh dúng dúng nè. Hoa thơm. Nó cái tầm này nụ thôi là đứng kế bên nghe thơm ngang ngát rồi đó. Có duy nhất một bo là thần tài gò công. Hoa màu đỏ. Đây thần tài gò công mình thấy hoa cực kỳ rộ luôn nè. Rồi, cây này ghép 6 bo 2 giống nha, hoành cũ là 81, cũ già. Ghép 6 bo giá 1 triệu. Hai màu, vàng cam với lại màu đỏ. Tiếp 22, 22 là yến nhi chính, hoa ba lớp màu tím sọc. Hoa thơm. Hoành cũ là 74. Cây đăng nụ và hoa nha. 9 bo 300.000. Cây này ship nhỏ. Ship nhỏ quá là em nhổ ra vũ sạch đất giao cho mình ha. Tại cái mấy cây này là nó gần hết chất trồng rồi. Cần đến giai đoạn mà mình nhổ ra vũ rồi mình trồng vô là chất trồng mới. Nên em mới bán cho mình là ship nhổ luôn. Tiếp 23. 23 là Phúc Tấn. Nhiều giống quá nói thình lình em không nhớ phải nghiệm lại luôn á. Đây Phúc Tấn hoa ba lớp màu hồng. Màu hồng có sọc hồng đậm nè. Giống này thì cánh nó bầu tròn,
Đây cái tàn cây mình, tán xum xuê cây đang nụ như hình nha cả nhà. Hoành cũ là 86 ghép 5 bo. Cây này cái hàng em bị bơm hàng nè, quay trở về em chăm sóc lại nó ra lá lại nè, em bo tàn chăm sóc lại nè. Này em bán cho mình cái hoành cũ 86, cũ rất là đẹp luôn nè. Cũ ra nó dạng cũ tròn mà xa xa cái nó là một tép chia đều cũ luôn. Mã 23 hoành cũ 86 ghép phúc tấn 5 bo 650.000, ship nguyên chậu cho mình 650.000 nha. Cây này em bị hàng bơm về em chăm lại em bán nè. Hàng tiền triệu đó. Cây này là hổm là 1 triệu mốt đó. Mà em bị bơm hàng rồi về nay em bán chăm sóc lại bán mình có 650 thôi đó. Tiếp 24. 24 là kim ngọc. Kim ngọc 7 ghép 11 bo 250.000. 25. Vân Huế 7 hai lớp màu hồng. Vân Huế 7 hành cũ 66, cũ dàn cũ cơ bắp đây nè. Ghép 12 bo 350.000. 26. Hoàng Thiên Hương. Hoàng Thiên Hương hoa màu vàng. Đây màu vàng như hình luôn nha. 4 lớp màu vàng. Cây 9 bo 250.000, hoành cũ 69. Cũ này dạng cũ cơ bắp đây. Cái cũ này nằm ngoài dễ quay, em quay hết cho mình xem toàn bộ cái cũ. 250.000. 27. Mảnh lông 1, một dòng hoa 3 lớp. Màu tím đậm viền vàng cánh nhọn nha. Cây 10 bo 250.000, hoành cũ là 67. 28 cây cuối, 28 là kim ngọc 11. Hoa 3 lớp, giống này hoa chuyển màu và hoa thơm. Đây mình thấy mặt hoa thực tế của nó nè. Mới bung ra một lớp thôi nè. Hoa thơm nha, giống này hoa cực kỳ rộ, xoay hoa to. Đây mình thấy cây đang nụ. Hoành cũ là 80. Hoành cũ 80 ghép 8 bo 750.000. Rồi hôm nay vườn em giới thiệu cho mình tham khảo một số cây này ha. Cả nhà mình xem nếu thấy yêu thích cây nào muốn đặt hàng ủng hộ cho vườn thì cứ gọi theo số máy là 0981813055. Rồi em xin cảm ơn cả nhà đã quan tâm và ủng hộ ạ.